Thưa tất cả quý vị, chúng ta nghe những quan khách ở gần, những hội đoàn ở gần. Bây giờ chúng ta nghe sẽ nghe một lời phát biểu của một vị đại diện của một cái cộng đồng ở rất là xa với chúng ta. Đó là cộng đồng ở tại Bắc Cali. Và chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị ông Vũ Vinh Trưởng, là Phó Chủ tịch Nội vụ, và ông Phạm Hữu Sơn. Xin mời ông Phạm Hữu Sơn và ông Vũ Vinh Trưởng. Chào tôi. Rồi chút. Chào tôi là Phạm Hữu Sơn, Chủ tịch Ban đại diện Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc California. Xin thay mặt cho đồng hương ở Bắc Cali, xin gửi lời chào đoàn kết tới toàn thể quý vị hiện diện trong cái buổi họp meeting để chống đối Cộng sản ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, phái đoàn của chúng tôi đã vượt trên 3.000 dặm, mất 3 ngày 2 đêm, vượt 3.000 dặm đến đây để đoàn kết với toàn thể quý vị, để chúng ta cùng nhau đoàn kết cứu lấy quê hương. Nhiệm vụ giải quyết giải thể chế độ Cộng sản là nhiệm vụ của toàn thể tất cả các cộng đồng, không riêng bất cứ một cộng đồng nào. Nhưng tổ chức là phải khách ưu tiên, chủ sau, chứ không phải là chúng tôi đến đây để năn nỉ xin phát biểu ý kiến. Chúng tôi muốn mang tất cả tiếng nói đấu tranh của đồng bào Bắc Cali đến đây họp đoàn kết với toàn thể cộng đồng khắp các tiểu bang, để chúng ta cùng nhau tiêu diệt cái bọn Đảng Cộng sản, tìm lại tự do hạnh phúc cho đồng quê hương của chúng ta. Chúng ta không để mất một tấc đất nào cho Cộng sản hết. Chúng tôi xác nhận rằng Đảng Cộng sản không phải là người đại diện nhân dân Việt Nam của chúng ta. Chúng ta là những người chủ. Bọn Cộng sản chỉ là kẻ làm thuê mà thôi. Không thể để cho cái bọn ăn cướp đó nó tước đoạt cái tài sản của chúng ta. Chúng tôi đá đạo Cộng sản. Đá đạo Cộng sản. Đá đạo Cộng sản. Xin thành thật cảm ơn toàn thể quý vị.